1, 2, 3, vô. Vô. Ngon. Ủa chị tìm mà ta. Sao ra cục ra ta. Nè mình phải ăn mình phải lấy dĩa giống như người Hàn Quốc. Mà cái cuốn này nhìn đầu. Người Hàn Quốc ăn chiến mà. Rồi review luôn anh. Anh review thử. Có kép sợi. Cảm giác sao? Vị ngon nó ra sao? Bên trong có bắp tôm. Cỡ gì nữa? Có rau củ. Trời rớt tùm lum luôn rồi. Tôm ngon. Tôm kiểu cắt nhỏ nhỏ. Như hạt lựu nó bỏ vô. Thử miếng rau à. Rau gì vậy? Rau nhóc cá. Rau nhóc cá. Quá lạ. Rồi đó. Đi biểu ơi. Không. Đi biểu. Đi biểu. Ăn đi lỡ, ăn đi. Ừ. Ăn rồi vô mới review. Thì ăn đi. Qua anh review và review còn ăn. Thôi chém lại xíu nữa ăn cái khác. Chém này bằng gì ta? Bên trong này có mực nữa. Beautiful. Tụi con nhiều thứ gì vậy? Sao trắng. Mẹ nhớ nè. Ủa sao con sườn miếng bự dữ vậy? Đấy, đâu đó trước, giờ review trước. Chết rồi. Chết rồi. Kiếm cục sườn nhỏ nhỏ thôi. Bự quá. Ơi, con này được nè. Có bị kiểu... nước mắm cay. Thử cái vậy ra sao? Chấm miếng nước mắm. Ồ, nước mắm nè, con bỏ trong cái hũ y như cái ly. Thử miếng, bỏ bốc khói luôn. Khói luôn. Thử miếng nước mắm nha các bạn. Ôi, bốc khói luôn rồi. Nước mắm cay ngon nè. Mình nhiều nóng hơn. Mềm không? Mềm mềm dai dai. Vừa phải. Ngửi miếng mực à. Tưởng chín ruột không chứ. Mực chín xù. Được á. Khó. Mới nữa. Thank you.